Xin chào quý anh chị và các bạn. Và tiếp theo trong cái video này thì như đã nói ở video trước thì trong cái nội dung của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách chiêu tài bằng tỷ hưu phong thủy đúng chuẩn. Thì tỷ hưu trong phong thủy có cái tác dụng chiêu tài hiệu quả và được nhiều người yêu thích và thỉnh về sử dụng. Chúng ta chú ý là khi dùng tỷ hưu phong thủy nên sâu bằng dây đỏ cát tường treo ở tay hoặc là cổ, sâu cái dây vào đuôi tỷ hưu đầu chúc xuống dưới. Quan trọng nhất là không để đầu tỷ hưu đối với cái đầu của mình sẽ mất cái tác dụng để chiêu tài. Dùng nước mưa hoặc là nước sông thiêng để tẩy uế cho tỷ hưu. Tỷ hưu là cái vật sủng của quan âm nên làm lễ khai quang trước cửa quan âm và ngày rằm hàng tháng tới thắp hương cầu phúc. Lưu ý trong phong thủy là khi mà dùng tỷ hưu là không chạm vào miệng vì miệng dùng để ngậm tiền, không chạm vào mắt vì mắt dùng để tìm vật báu. Tỷ hưu kỵ ánh sáng mạnh. Nếu mà ra ngoài trời nắng gắt thì phải chú ý giữ gìn. Mặt khác, quan sát của gương gây bất lợi cho tỷ hưu nên không được để tỷ hưu đối diện với gương, cũng không để đối diện với máy tính, TV. Nhiều người thích trang trí thêm ngọc châu trên đỉnh đầu tỷ hưu để tăng cường cái hiệu quả phong thủy, nhưng chú ý là không được che khuất cái tầm nhìn của tỷ hưu vì đó là cái nơi tìm tài vị. Và một cái điều nữa là tỷ hưu là thần thú phong thủy nên là không kiêng kỵ tôn giáo thần Phật, có thể dùng chung với các cái bảo vật khác cũng được. Và chúng ta phải đặc biệt chú ý là đã đeo tỷ hưu một lần thì không được bỏ, phải đeo thường xuyên. Nếu bỏ bằng quá lâu thì tỷ hưu có nhân tính, cảm thấy chủ nhân đối xử không tốt với mình sẽ lười nhác chiêu tài. Và nếu chúng ta đeo tỷ hưu ở tay thì nhất định phải đeo tay trái vì linh khí từ tay trái tiến ra tay phải. Đặc biệt là chúng ta phải nhớ một điều là đeo tỷ hưu phải kiêng ăn ớt vì ớt khiến tài vận thất thoát ra ngoài. Bao tỷ hưu bao dung vạn vật, có thể cùng đeo với châu báu ngọc khí, nhưng phải chú ý là không được đụng chạm lẫn nhau, nhất là tỷ hưu làm bằng ngọc phỉ thúy rất dễ bị tổn thương. Và đặc biệt là tỷ hưu thích hợp cho cả nam và nữ, nhưng người trên 72 tuổi thì không nên đeo. Và đặc biệt một cái điều các bạn phải chú ý nữa là không cho người khác chạm vào tỷ hưu của mình. Đấy là một số các cái chú ý, các một số các cái cách để chúng ta chiêu tài bằng tỷ hưu mà đúng nhất, cho nên là rất mong quý anh chị là chúng ta làm đúng theo những cái mà chúng tôi đã hướng dẫn trong cái video này để đảm bảo chiêu tài được tốt hơn đối với bản thân, gia đình của mình. Và tiếp theo trong cái video của hôm sau thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cách để chúng ta chọn cái tỷ hưu hợp với tuổi, hợp với cái mệnh của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.